vai diễn cuối cùng của diễn viên Mai Phương và điểm báo kỳ lạ từ ekip. Đã có quá nhiều câu chuyện tâm linh khiến cho chúng ta không dám tin vào mắt của mình. Nghệ sĩ ưu tú Ngọc Khương sau khi thổ lộ muốn được chết trên sân khấu cải lương, sau đó bà đã qua đời. Nghệ sĩ Thanh Nga trước khi qua đời cũng từng dặn dò bâng quơ trên sân khấu về sự ra đi của mình. Hay còn rất nhiều trường hợp khác, chẳng ai biết, nhưng sau đó mọi chuyện lại diễn ra như một định mệnh. Mai Phương cũng vậy, ngẫm lại vai diễn cuối đời của cô cũng khiến cho người ta không khỏi giật mình. Vào tháng 9 năm 2019, khi đang còn điều trị căn bệnh ung thư phổi, Mai Phương đã bất ngờ xuất hiện trong tập 4 của một bộ phim web drama mang tên Thần Chết Tập Sự. Trong bộ phim này, Mai Phương vào vai một hồn ma của một phụ nữ trẻ đi gặp thần chết, Tuấn Trần thủ vai, để biết được ngày cưới, ngày vui nhất của mình trên cõi đời, nhưng cũng là ngày tang thương nhất khi cô gặp tai nạn và ra đi về cõi vĩnh hằng trước hồn lễ. Và thần chết đã giúp cho hồn ma của cô gái này khi mở tấm gương âm dương để cho cô có thể một lần cùng nhìn ngắm lại người chồng và cô con gái. Âu cũng là sự an lòng của hồn ma trước khi bước về một nơi xa mãi. Hóa thân vào một vai diễn bất hạnh, Mai Phương đã một lần nữa lấy đi không ít nước mắt của khán giả khi xuất hiện trên phim với hình ảnh một người phụ nữ có cuộc đời bất hạnh cùng với dáng vẻ tiều tụy và khổ sở. Nhưng tình yêu, dù phải chịu chấp nhận số phận bi thương nhưng người phụ nữ ấy vẫn không lo nghĩ đến bản thân mà chỉ lo cho chồng và cho con. Những phân đoạn trong phim, từ hình ảnh của một cô gái đang hạnh phúc bên chồng con cho tới sự đau khổ khi trở thành hồn ma, nghẹn ngào nhìn chồng con đang nhớ tới mình từ cõi hư vô. Câu nói: tại sao ngay lúc này, ngay ngày vui của tôi, tại sao tôi phải ra đi quá sớm trong khi con tôi còn quá nhỏ mà, đã khiến cho Mai Phương thể hiện rất thành công, lấy đi rất nhiều nước mắt của người xem. Diễn viên Tuấn Trần cho biết thời điểm đó, Mai Phương mới tạm ổn định sức khỏe và cô chia sẻ với mọi người muốn tìm show, tìm vai diễn để đi làm trở lại. Đoàn làm phim Thần Chết Tập Sự mời Mai Phương nhận vai nhưng vì số phận của nhân vật khá đặc biệt và nhạy cảm nên họ đã cân nhắc rất kỹ. Tuy nhiên, Mai Phương vẫn gật đầu đồng ý. Lần đầu tiên đóng phim cùng với chị Mai Phương, tôi đã học hỏi được rất nhiều điều bổ ích từ đàn chị, từ tính chuyên nghiệp cho tới sự nghiêm túc của nghề, đặc biệt là nguồn năng lượng tích cực mà chị đã mang đến cho mọi người. Dù sức khỏe còn yếu, nhưng Mai Phương luôn luôn vui vẻ và lạc quan. Tuấn Trần cho biết, vai diễn trong phim Thần Chết Tập Sự là vai diễn cuối cùng của Mai Phương, bởi vì sau đó, căn bệnh của cô có những chuyển biến xấu nên Mai Phương phải nhập viện để điều trị tiếp. Tuy nhiên, dường như vai diễn hồn ma bị chết trẻ đã vận vào với Mai Phương, nên những tình tiết trong phim đã trở thành một nỗi ám ảnh với rất nhiều người. Dù biết vai diễn có những điều nhạy cảm với bản thân, nhưng Mai Phương vẫn hết lòng để làm tốt công việc của mình. Và ngay sau đó, Mai Phương đã ra đi cùng với biết bao sự đau thương trên trần thế. Đến nỗi, giới showbiz đã phản ứng cực gắt với bố mẹ của Mai Phương, lần lượt tiết lộ rất nhiều sự thật sâu kín. Các bạn đang lắng nghe bản tin của kênh Lóng Lánh TV. Đừng quên nhấn đăng ký kênh để cập nhật những tin tức mới nhất. Tranh chấp về quyền giành nuôi con gái Mai Phương dường như vẫn chưa có hồi kết. Phía bố mẹ của nữ diễn viên và hai bảo mẫu thậm chí đã đưa nhau ra tòa để giải quyết. Đặc biệt, người nhà của Mai Phương thường xuyên lên báo tố cặp chị em song sinh và Phùng Ngọc Huy vô tâm, đạo đức giả. Chưa dừng lại ở đó, ông bà còn cho rằng các nghệ sĩ nổi tiếng đang hợp lực cùng với nhau, hạ bệ hai người già cả, lợi dụng danh tiếng để một tay che trời. Trước những vụ lùm xùm đó, rất nhiều người nổi tiếng đã ngay lập tức và có thái độ gay gắt và phản ứng lại. Vừa qua trên trang cá nhân của mình, diễn viên Thúy Diễm đã chia sẻ lại bài viết của bảo mẫu La Vi, đồng thời bày tỏ quan điểm của mình. Nữ diễn viên cảm thấy đau lòng cho những gì mà con gái của Mai Phương đã và đang phải hứng chịu sau khi mẹ qua đời. Đọc mà đau lòng cho người bạn, chỉ mong con bé được bình an, cuộc sống thật trớ trêu, quá bất hạnh với con rồi. Bà xã của Lương Thế Thành nói. Trước Thúy Diễm, rất nhiều nghệ sĩ khác cũng đã từng thẳng thắn chỉ trích bố mẹ của Mai Phương. Đáng chú ý nhất là phải kể đến Trương Bảo Như, Ốc Thanh Vân, Hạnh Thúy, Ái Châu. Trương Bảo Như đã từng đăng bài rất dài tiết lộ về thời gian cuối đời của người bạn thân. Cô cho biết, Mai Phương những ngày cuối đời luôn luôn sợ hãi, bất lực mỗi khi nhìn thấy mẹ. Cô cũng không ngại tố mẹ của bạn thân có những hành động, lời nói xúc phạm người chăm sóc Mai Phương. Trương Bảo Như kiên quyết sẽ giúp cho hai bảo mẫu Phùng Ngọc Huy giữ được quyền nuôi bé. Sau chia sẻ của Trương Bảo Như, mẹ Mai Phương đã đâm đơn kiện cô vì cho rằng mình đã bị phỉ báng và bôi nhọ. Không chỉ Trương Bảo Như, một người bạn rất thân khác của Mai Phương là Ốc Thanh Vân cũng đã chia sẻ lại bài đăng của cô bảo mẫu kèm với dòng chú thích đầy ẩn ý. Không tạo thống khổ, ấy là cứu độ, trích lời của một tổ chức phi chính phủ, thương hai em thật nhiều.
Diễn viên Thúy Hạnh trước đó đã từng gay gắt chỉ trích mẹ của Mai Phương. Cô là nghệ sĩ nổi tiếng, lần đầu tiên lên tiếng về vụ việc này. Trên trang cá nhân, Thúy Hạnh đứng về phía của hai bảo mẫu, không ngại tố cáo bố mẹ của đàn em. Vào ngày 19 tháng 6 vừa qua, bà xã Huỳnh Đông là Ái Châu cũng đã đăng bài. Những giờ khắc thập tử nhất sinh của Phương luôn có hai bé Mi bên cạnh. Tội cho hai em, lúc nào cũng thương Phương và chịu đựng bà. Mong hai em sẽ vượt qua kiếp nạn cuối cùng này để cả hai và bé La Vi được bình yên. Con bé đang sống rất vui và rất tốt dưới sự bao bọc, dạy dỗ, yêu thương của gia đình nội và gia đình hai em. Ai gieo gì sẽ gặt đó, ông trời có mắt mà. Sợ người với những tình tiết câu chuyện tâm linh, liên tục có nghệ sĩ nằm mộng thấy Mai Phương khóc lóc khi cô mất chưa đến 49 ngày. Mới đây, sau hàng loạt bài đăng chỉ trích mẹ ruột của Mai Phương, 49 ngày. Cụ thể như câu chuyện của nghệ sĩ Hồng Vân, trong một đoạn livestream trên mạng xã hội vào ngày 2 tháng 4 vừa qua, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân đã tiết lộ cô từng nằm mộng thấy cố diễn viên Anh Vũ vào tháng 4 năm 2019, tròn một năm. Anh bảo với Hồng Vân rằng sẽ sớm được gặp Mai Phương, dù vậy ở thời điểm đó nữ diễn viên vẫn đang còn khỏe mạnh nên Hồng Vân không dám nghĩ nhiều. Đây là sự thực 100% mọi người nhé. Vân định không post lên YouTube nhưng vì có một số trang mạng giật tít không đúng cho lắm. Mọi người coi thì hiểu câu chuyện đúng nhất nhé. Ngày hôm nay là ngày 3 tháng 4 vẫn còn rất nhiều khán giả inbox cho Vân kể rằng đã nằm thấy Phương. À, nếu như mọi người coi hết thì Vân xin bổ sung, đó là bộ đồ màu xanh đọt chuối mà anh Vũ mặc là bộ đồ của vai diễn cuối cùng ở Mỹ và sáng hôm sau thì Vũ mất và bộ đồ đó Vân không hề biết cho đến mãi khi MC Thanh Tùng cho Vân xem những bức hình của đêm diễn cuối cùng của Vũ. Và Vũ nói, chị ơi, em sắp gặp Mai Phương và còn một người nữa, nhưng Vân xin giấu tên vì người đó Vân và Vũ đều biết. Thực sự bữa đó Vân sợ muốn xỉu, có những điều không thể nào lý giải được mọi người ạ. Hồng Vân viết trên trang cá nhân. Sợ người hơn, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân còn chia sẻ một chuyện, một người bạn mơ thấy Mai Phương đang đứng khóc ở cửa vì không thể nào vào được nhà và kể lại cho cô nghe. Ngay lập tức, Hồng Vân đã nhờ nghệ sĩ Hoài Linh cúng và gặp được Mai Phương. Thông qua cô, số nhà và địa chỉ nơi Mai Phương đứng khóc cũng được tiết lộ. Tuy nhiên, không ai trong số họ, kể cả Ốc Thanh Vân và Trương Bảo Như, biết tới địa điểm này. Cuối cùng, thông qua từng người trong bé La Vi, họ được biết đây chính là nơi Phương đã từng thuê trọ khá lâu. Giải thích về hiện tượng này, Hoài Linh cho rằng Mai Phương ra đi tuổi còn trẻ, còn rất nhiều uẩn ức và lo lắng. Chính vì vậy, cô đã không thể nào ra đi trong êm đẹp. Những câu chuyện tâm linh xung quanh sự ra đi của Mai Phương khiến cho ai nấy không khỏi sợ người, nhất là khi chính những giới nghệ sĩ chia sẻ. Dù vậy, thông qua những câu chuyện này, người ta hiểu rằng Mai Phương vẫn còn rất nhiều nỗi niềm khó nói. Điều mà cô mong ước lớn nhất trên đời chắc là tương lai của bé La Vi. Chắc chắn, những người yêu thương của bé La Vi sẽ nỗ lực để giúp cô ra đi thanh thản. Ngày sau đó, ngay sau khi Mai Phương đã qua đời được hơn 50 ngày, thì sự việc về mẹ của Mai Phương đòi tranh chấp giành quyền nuôi con, và sau đó là tiết lộ về quá khứ của mẹ cô, khi mẹ cô đã từng vứt bỏ, phá thai tới 12 lần và chỉ giữ lại Mai Phương. Sau đó còn đem người đến tận nhà hai cô Mi, bảo mẫu của bé La Vi để đòi giành bằng được cháu. Người ta cho rằng mẹ của Mai Phương đã đối xử với cô rất thậm tệ trong thời gian cuối đời. Chính bảo mẫu và Trương Bảo Như cũng đã lên tiếng về điều này. Mọi người chỉ còn sự thật là như thế nào, đúng hay là sai, chắc chắn chỉ có một người trong cuộc mới biết. Tuy nhiên tin chắc rằng Mai Phương tại nơi âm trần sẽ luôn luôn mong muốn bé La Vi có một tương lai tốt nhất, được chăm sóc bởi những người mà yêu thương cho bé nhất. Hãy để lại ý kiến của mình dưới video này các bạn nhé. Đừng quên nhấn đăng ký kênh Lầm Lánh TV. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bản tin tiếp theo.